Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đồng loạt nhận tin buồn trong sự nghiệp. Cư dân mạng cảm thấy đau lòng thay Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai tiểu hoa sở hữu tài nguyên phim ảnh, lưu lượng cao bậc nhất lứa 90 của Cbiz. Đây cũng được xem là cặp đôi kỳ phùng địch thủ của nhau khi thường xuyên được netizen đặt lên bàn cân so sánh về diễn xuất, nhan sắc, địa vị. Tối ngày 22 tháng 5, hai nữ diễn viên đồng loạt gặp biến căng khi điểm đánh giá của loạt dự án phim ảnh đình đám trong sự nghiệp của họ bất ngờ tụt dốc không phanh. Theo đó, cư dân mạng phát hiện phim Anna Nhĩ Hãn của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đại Giá Phong Thượng của Dương Tử bất ngờ bị tụt điểm Dalbin. Trên trang đánh giá Dalbin, phim đầu tay của Địch Lệ Nhiệt Ba giảm từ 8 xuống còn 6.2 điểm, còn dự án của Dương Tử còn 7.7 điểm. Con số này ban đầu là 8.1, điều đáng nói là bên dưới phần đánh giá, hai bộ phim nhận nhiều bình luận tiêu cực, ác ý của cư dân mạng. Thông tin trên nhanh chóng lọt hot search Weibo, thu về lượt bàn luận khủng. Theo đó, khán giả cho rằng hai nàng tiểu hoa đang bị chơi xấu. Bởi trước đó, hai bộ phim này từng nhận được đánh giá tích cực về nội dung lẫn diễn xuất, thậm chí còn đạt nhiều cúp vàng danh giá. Cho nên, việc hai phim đều giảm điểm Dalbin trong cùng một ngày là điều bất bình thường. Ngoài ra, có người dự đoán nguyên nhân dẫn đến kết cục này là do cuộc cãi vã giữa fan club của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cách đây không lâu. Hiện, phía hai nữ diễn viên cùng ekip sản xuất phim chưa lên tiếng về sự sụt giảm điểm Dalbin của các dự án nói trên.